Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 135. Nghe thấy lời của Kỳ Thiên, mọi người đều ngây ra. Trong lòng bọn họ, Kỳ Thiên là người vô địch, cho dù là mưu trí hay thực lực, đều vượt xa các lãnh đạo khác, sao ông ta lại giao chức vị tông chủ này cho Đoàn Thuần. Trong số bọn họ có không ít người cùng tuổi hoặc ngang vai vế với Đoàn Thuần, hiểu anh ta rất rõ. Nếu không phải vì một vài nguyên do không muốn người khác biết thì Đoàn Thuần ngay cả Doanh Hoàng cũng không thể làm được, huống hồ là ngai vàng tông chủ. Thế nhưng, chuyện này lại vẫn xảy ra, dù bọn họ bất ngờ nhưng cũng không thể không chấp nhận. Sau khi tuyên bố, Ngô Bình đưa mắt nhìn mọi người, nói, những người ngồi đây, kể cả tu vi cao hay thấp, nếu thấy không phục chuyện tôi làm tông chủ, có thể đứng ra thách đấu. Chỉ cần có người đánh bại được tôi thì tôi sẽ nhường chức vị tông chủ. Ngừng một lát rồi anh nói tiếp, đương nhiên, tôi không thể chấp nhận thách đấu của từng người được. Muốn thách đấu với bổn tông chủ, trước tiên phải đánh bại được sủng vật của tôi. Nói rồi anh vung tay, một con khỉ lông vàng đã xuất hiện. Anh gặp được con khỉ vàng này ở thiên bảo giới, hấp thụ năng lượng hạt nhân của vũ trụ, vì vậy sức mạnh vô biên, ban đầu anh cũng phải dùng một vài chiêu thức mới thần phục được. Tu sĩ bình thường đấu với khỉ vàng, căn bản không có phần thắng. Tạng người khỉ vàng không to, nhưng khí thức rất kinh khủng, khiến những người có ý định thách đấu đều rút lui. Đương nhiên, hiện trường cũng có một vài cao thủ, dù đối mặt với khỉ vàng cũng dũng cảm đấu một trận. Tông chủ, đệ tử bất tài, muốn thách đấu với khỉ vàng này. Một bóng người bay xuống trước mặt Ngô Bình gật đầu, không tệ, tinh thần đáng khen. Nói rồi, anh khẽ gật đầu với khỉ vàng. Khỉ vàng lập tức lao qua, hóa thành một tia chớp vàng, đệ tử kia vẫn chưa nhìn rõ nó red eye thế nào thì đã bị khỉ vàng đánh một quyền bay đi. Khi vàng đã học những võ học của Ngô Bình, bản thân chính là một cao thủ võ đạo, cộng thêm thiên phú bẩm sinh, nên thực lực người kia dù mạnh cũng không thể đỡ được một chiêu. Cái gì, cao thủ xếp thứ 5 trong đệ tử tinh anh mà ngay cả một chiêu của khỉ vàng cũng không đỡ được. Mọi người kinh ngạc. Ngô Bình cười nói, mọi người có thể thách đấu khỉ vàng bất kỳ lúc nào. Sau đó, anh đưa mắt nhìn các đệ tử, hỏi, tôi có một môn tuyệt học, thời gian tới, bổn tông chủ sẽ truyền thụ cho mọi người pháp môn võ đạo chân chính, để các anh đều trở thành cao thủ như khỉ vàng này. Hiện tại, chỗ tôi có số lượng 100 người, mọi người ở đây đều có thể tự nguyện báo danh. Bổn tông chủ sẽ dùng nửa canh giờ để nâng cao thực lực mọi người, lát nữa mọi người sẽ biết. Lời này vừa thốt ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nửa canh giờ học võ đạo, thì có thể học được gì? Đa phần mọi người đều có tâm thế hoài nghi, nhưng hiện trường cũng có vài người cảm thấy thực lực Ngô Bình đủ mạnh, lại là tông chủ, chắc sẽ không lừa bọn họ, những người này đều giơ tay. Tông chủ, đệ tử nguyện ý được thử. Tông chủ, thuộc hạ nguyện ý thử, cũng có trưởng lão cảm thấy tò mò, muốn thử một lần. Số lượng người nhanh chóng vượt qua 100, Ngô Bình cười nói các người đều đứng gần lên trước đi. Khi 100 người này tiến đến trước mặt Ngô Bình, anh vung tay, đưa hết bọn họ vào trong sào huyệt tà ma, rồi điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian. Tuy phần lớn sức mạnh không thể thi triển, nhưng điều chỉnh thời gian sào huyệt tà ma thì anh vẫn có thể làm được. Đồng thời, sào huyệt cũng đang thay đổi bản chất của những người này, nâng cao thực lực của bọn họ. Nói là nửa canh giờ, thực ra đám người này phải ở bên trong trải qua khoảng chừng nửa năm. Đưa nhóm người vào sào huyệt tà ma, Ngô Bình nói, sự thay đổi của 100 người này, lát nữa các vị sẽ biết thôi. Trước lúc đó, bổn tông chủ vẫn còn một chuyện khác muốn nói. Anh nhìn mọi người xung quanh, cấp bậc đệ tử của Doanh Tông vốn có sẽ không thay đổi, nhưng cách thức tuyển chọn và nhận xét thì phải thay đổi. Tôi không quan tâm các vị hiện tại có tu vi gì, thiên tài đến nhường nào, thì sau này cũng phải làm theo sổ tay tu hành. Không đạt được tiêu chuẩn theo sổ tay thì sẽ không thể thăng cấp. Ngoài ra, tất cả đệ tử mỗi tháng đều có thể lấy được tài nguyên, kể từ hôm nay toàn bộ tăng gấp đôi. Hơn nữa, bổn tông chủ sẽ miễn phí cho người xuất sắc trong đó, cung cấp đan dược chất lượng cao. Bốn vị lãnh đạo nghe thấy vậy đều khẽ lắc đầu, cảm thấy Ngô Bình đang khoác lác quá mức, tài nguyên tăng gấp đôi, tiền ở đâu ra. Còn nữa, một mình anh sao có thể tạo ra được tiêu chuẩn. Sổ tay tu luyện gì kia lại ở đâu ra?
Bọn họ vừa nghĩ đến đây, Ngô Bình bỗng vung tay, trước mặt mọi người đã xuất hiện rất nhiều sổ tay tu luyện. Sổ tay tu luyện, chia theo sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sau khi tu luyện thành công toàn bộ mới có thể tu luyện thứ cao thâm hơn. Đệ tử trong sân, lần lượt xếp hàng tiến lên nhận sổ tay, sau đó quay về xem. Vừa xem lướt qua, ánh mắt mọi người đều không thể ngừng lại. Nội dung trong sổ tay rất lợi hại, có thể đơn giản hóa được vấn đề phức tạp. Thứ gọi là chân truyền, sổ tay này có thể nói thật sự là chân truyền. Mọi người đọc xong sổ tay, nửa canh giờ sau đã trôi qua. Ngô Bình khẽ cười, khẽ vung tay áo, 100 người kia lại quay về thế giới hiện thực. Bọn họ ở trong xào huyệt tà ma, trải qua nửa năm, thể chất đã tăng lên rất nhiều, trình độ thực lực cũng nâng cao, tu luyện được võ đạo chân chính. 100 người này vừa xuất hiện đều quỳ lại với Ngô Bình, cảm tạ tông chủ dạy dỗ. Ngô Bình cười nói vậy là các ngươi đã có sự tiến bộ rất lớn. Sau đó anh nhìn những người khác, 100 người này, các ngươi chắc chắn đều biết rất rõ, có ai dám đứng ra thử xem thực lực bọn họ thay đổi thế nào không? Lúc này, một đệ tử 4 sao tiến lên, chắp tay nói, tông chủ, quan hệ giữa tôi và sư huynh niên rất tốt. Lúc trước chúng tôi thường luyện tập với nhau, thực lực ngang ngửa. Hiện tại, đệ tử muốn thử xem thực lực của sư huynh niên, xem rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu. Ngô Bình cười nói, được, thực lực hai người ngang nhau, chắc chắn rất khó phân thắng bại nhỉ. Đệ tử này gật đầu, rất khó, trừ phi chúng tôi đánh thật, nếu không có đánh 3 ngày trời cũng không phân được cao thấp. Ngô Bình cười hỏi, là người nào? Một đệ tử 4 sao khác bước ra, đệ tử có mặt. Ngô Bình, ngươi nghĩ, hiện tại ngươi có thể đánh bại anh ta trong mấy chiêu? Đệ tử này nhìn bạn mình, nói, bẩm tông chủ, trong vòng 3 chiêu. Đệ tử bước ra thách đấu kia trừng mắt, sư huynh niên, anh chắc chắn không phải đang chém gió chứ? Muốn đánh bại tôi trong 3 chiêu, trừ phi anh là đệ tử 5 sao. Người kia rất tự tin khẽ cười. Sư đệ hầu, anh thử xem thì biết. Hai người xuống sân, lập tức ra tay. Vị sư huynh niên kia khẽ chuyển động, đột nhiên đã tiến đến sau lưng đối phương. Sư đệ niên vừa định nghiêng người thì bên hông bỗng nhói đau, sau đó đầu óc mơ hồ, đến khi anh ta tỉnh táo lại thì người đã bị đánh ngã xuống đất, tay của niên sư huynh đang ấn vào bộ phận nguy hiểm. Anh ta kinh ngạc, nói, sư huynh niên, sao anh lại trở nên lợi hại như vậy? Sư huynh niên đỡ anh ta dậy, cười nói, sư đệ hầu, lúc nãy anh nên đi cùng tôi. Cảnh này khiến mọi người ngây ngốc, nửa canh giờ sao lại lợi hại như vậy? Sao anh ta làm được? Ngô Bình nói, tiếp tục thách đấu. Rất nhanh sau đó, càng có nhiều người chạy ra thử, sau khi trải qua chừng 30 trận đấu, kết quả đều như nhau, những người bước ra thách đấu đều bị đánh bại trong vòng 5 chiêu. Phải biết rằng, người bọn họ thách đấu đều là những người quen thuộc, mọi người đều biết rõ lẫn nhau ra sao. Nhưng bây giờ, những sư huynh sư đệ từng quen thuộc này giống như đã biến thành người khác, thực lực tăng vọt. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu, 100 người này trong thời gian ngắn đã có sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Ngô Bình rất hài lòng với phản ứng của mọi người, anh cười nói, thứ tôi truyền dạy cho bọn họ chính là nội dung trong những cuốn sổ tay tu luyện này. Kể từ bây giờ, mọi người phải làm theo yêu cầu trong sổ tay, tập trung tu luyện. Không bao lâu nữa, mọi người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hệt như 100 người này. Mọi người vui mừng, chỉ hận không thể quay về khổ tu ngay. Nói đến đây, anh lại hỏi các trưởng lão, các ông còn có gì muốn nói không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lãnh đạo hạ nói, cách thức giáo dục của tông chủ khiến chúng thuộc hạ khâm phục. Kể từ nay, chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp tông chủ. Ngô Bình gật đầu, giải tán đi. 4 vị lãnh đạo, theo ta quay về đại điện bàn chuyện. Gọi 4 vị lãnh đạo đến đại điện, Ngô Bình hỏi mục tiêu chủ yếu của chuyến này, bổn tông chủ muốn biết, Doanh Tông có phải là có truyền thừa của nữ oa không? Mấy người nhìn nhau, Kỳ Thiên nói, tông chủ, truyền thừa nữ oa đương nhiên có, chỉ là... Ngô Bình, cứ nói đi, không sao. Kỳ Thiên, vâng, tông chủ, truyền thừa của nữ oa, một phần ở trong Tây Hải Tông, một phần ở Đông Hải Tông, còn có một ít ở chỗ Doanh Tông chúng ta.
Chỉ là truyền thừa này không phải chuyện đùa, trước giờ chưa từng có vị tông chủ nào có thể lĩnh ngộ. Thậm chí, trong lịch sử có không ít nhân vật tuyệt đỉnh đến bản tông, ý định lĩnh ngộ ý nghĩa mà nữ oa truyền lại, nhưng cuối cùng đều thất bại, có một vài người còn mất cả mạng. Ngô Bình, nói vậy, Kỳ Thiên ông đây cũng chưa từng thử sao? Kỳ Thiên cười khổ, thuộc hạ nào dám? Dù sao cũng có rất nhiều người còn thiên tài hơn tôi đều đã thất bại, nếu tôi đâm đầu vào, càng không có cơ hội. Huống hồ, trong đó cũng rất nguy hiểm. Ngô Bình, ồ, tôi hiểu ý của các ông, nhưng nếu tôi đã làm được tông chủ rồi, không thử xem thì sẽ không từ bỏ được. Lãnh đạo Hạ kia nói, tông chủ, truyền thừa của nữ oa nằm trong hậu điện bản tông. Ngô Bình, dẫn đường đi. Mấy người họ dẫn Ngô Bình đến hậu điện, nhìn thấy cánh cổng hậu điện đóng chặt, có lẽ đã lâu rồi không có ai ra vào. Kỳ Thiên, tông chủ, truyền thừa nằm ở bên trong. Nhưng xuất hiện nghìn năm nay cũng chưa từng có ai đi vào hậu điện. Ngô Bình đến phía trước, vươn tay đẩy cánh cổng ra. Bốn vị lãnh đạo giật mình, lập tức tránh phía xa, như thể bên trong có thứ gì đó đáng sợ vậy. Sau cánh cổng, là một cung điện cổ xưa, Ngô Bình bước vào trong, đồng thời cánh cổng đóng lại ầm một tiếng. Vẻ mặt Kỳ Thiên vừa sợ vừa vui, cậu ta đi vào rồi. Lãnh đạo Hạ khẽ thở dài, đi vào rồi, chỉ sợ không thể trở về được nữa, trừ phi cậu ta là chân hoàng, đồng thời cũng phải có trí tuệ như thánh hiền. Đáng tiếc cậu ta không có. Kỳ Thiên lạnh nhạt nói, thực lực cậu ta tăng lên không ít, nhưng đoàn thuần vẫn là đoàn thuần, không phải chân thánh, cũng không phải thánh hiền. Ngô Bình tiến vào đại điện, cảnh tượng xung quanh thay đổi, bỗng chốc anh đã đến vùng thời không hồng hoang. Nơi này có rất nhiều năng lượng hùng mạnh, năng lượng bị dồn nén cao độ, lực kéo kinh người khiến da anh bắt đầu căng chặt, xương khớp như muốn vỡ vụn. Vẻ mặt anh không đổi, khẽ nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, thân thể anh đã trở nên trong suốt, bắt đầu không tác bị tác động bởi lực. Vì vậy, mặc dù có nhiều năng lượng khủng khiếp như vậy, cũng không thể khiến anh bị thương, bởi vì anh đã tiến vào trạng thái hư vô. Máu của anh chảy ra theo miệng vết thương, anh cũng không quan tâm, đôi mắt tập trung nhìn thời không hồng hoang, tìm kiếm truyền thừa của nữ oa. Bỗng nhiên, trong đầu anh vang lên tiếng cười, khí tức hồng mông xoay chuyển, ngưng tụ thành một bàn tay trắng như ngọc, vỗ nhẹ lên người anh. Rắc. Thoáng chốc, thân thể Ngô Bình như gãy làm đôi, xương sống đứt gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Thời khắc nguy hiểm, ý thức đoàn thuần thức tỉnh, sức mạnh lời nguyền bất tử được kích hoạt, thân thể bị thương của Ngô Bình khôi phục lại nhanh chóng. Anh đánh nhau cũng lợi hại đấy. Âm thanh của cô gái bỗng vang lên, bàn tay trắng thon lại tấn công, lần này là đánh vào đầu Ngô Bình. Răng rác. Ngô Bình có thể cảm nhận được, đầu mình bị đánh mấy lần, đầu cũng choáng váng, người ngây ngẩn. Mắt thấy bàn tay nhỏ kia sắp ra đòn thứ hai, nơi sâu thẳm trong thân thể anh, cuối cùng vũ trụ nhỏ cũng chuyển động, hạt nhân vũ trụ bùng nổ tạo ra uy lực kinh người. Dầm. Lời nguyền bất tử dưới tác dụng của năng lượng hạch tâm và sức ép bên ngoài, hoàn toàn phá vỡ, toàn bộ sức mạnh của Ngô Bình chốc lát đã được khôi phục. Anh duỗi người, ánh mắt sáng như trăng, hơi thở như gió bão, chỉ vừa suy nghĩ, khí tức hồng hoang đã biến mất, để lại một vùng đất trống rỗng. Bàn tay kia biến mất, trái lại ngưng tự thành một cô gái chừng mười mấy tuổi, cô gái không mặc quần áo, mà chỉ quấn một lớp lụa mỏng màu đỏ, thoát ẩn thoát hiện. Anh là người đầu tiên vào đây mà không bị tôi đánh chết. Cô gái nói. Ngô Bình nhìn cô ấy, hỏi, người đến đây trước đó đều bị cô đánh chết rồi sao? Cô gái nói, đúng vậy, đều chết cả rồi, tốt hơn thì cũng bị thương nặng. Ngô Bình, cô là ai? Đây là ý thức của Điện Hồng Mông. Điện Hồng Mông, có liên quan đến truyền thừa của nữ oa sao? Cô gái, ừ, đúng là nữ oa từng tu luyện ở đây, nhưng trong này không có truyền thừa của bà ấy. Thực lực của bà ấy vẫn là học được ở chỗ ta. Ngô Bình ngây người, thực lực của nữ oa là học từ cô. Không phải toàn bộ, năm đó tổ sư Hồng Mông từ vũ trụ cao cấp hơn đến đây, thấy Hồng Mông nơi này chưa mở, lại sinh ra một nhóm sinh linh hùng mạnh, vì thế bèn sáng lập Điện Hồng Mông, truyền thụ đạo lý bọn họ tu luyện. Đến đây tu luyện không chỉ có nữ oa, còn có sinh linh khác của Hồng Mông.
Ngô Bình nhớ đến lúc bản thân tu luyện, gặp được đế, đế là vô địch ở thời không hỗn độn, bèn hỏi, sinh linh hỗn độn cũng có thể đến đây sao? Cô gái, hồng mông là trạng thái trước khi vũ trụ chính thức hình thành, hỗn độn là trạng thái ban đầu của mỗi kỷ nguyên, không thể so sánh. Ngô Bình, nhưng nữ oa rõ ràng tạo ra nhân loại vào bản kỷ nguyên, mà kỷ nguyên của nhân loại, rõ ràng không phải kỷ nguyên văn minh thứ nhất. Cô gái, nữ oa tiếp thu đại đạo ở đây, sở hữu năng lực vượt qua thời không. Trong mắt bà ấy, không có quá khứ và tương lai, toàn bộ thời gian đều như nhau. Ngô Bình khẽ thở dài, cảnh giới quá lợi hại. Sau đó anh lại hỏi, tại sao cô lại muốn đánh chết những người tiến vào Hồng Mông? Cô gái, tôi chính là Điện Hồng Mông, không phải tôi đánh chết bọn họ, là sức mạnh bản thể Điện Hồng Mông làm hại bọn họ. Ngô Bình chớp mắt, Điện Hồng Mông, hiện tại tôi không chết, có phải cũng nhận được truyền thừa của sư tổ Hồng Mông không? Cô gái hừ một tiếng, anh ấy hả, còn kém xa. Nơi này, chỉ là tầng ngoài đầu tiên, anh ở đây cũng chỉ có thể học được một chút tài lẻ mà thôi. Ngô Bình, tầng ngoài cùng sao? Bên trong còn có mấy tầng? Cô bé, Điện Hồng Mông này có tổng cộng 9 tầng, anh chỉ là tầng thứ nhất, đương nhiên cũng chỉ có thể học được chút tài lẻ bên ngoài. Ngô Bình, ban đầu nữ oa học đến tầng thứ mấy? Cô gái, tư chất nữ oa rất lợi hại, cuối cùng bà ấy vào đến tầng thứ 8 lĩnh ngộ. Đa số sinh linh Hồng Mông, chỉ dừng lại ở tầng thứ 3 hoặc thứ 4, có thể tiến vào tầng thứ 5 cũng không nhiều. Ngô Bình cười nói, tôi vẫn chưa đến tầng thứ 2, sao cô biết tôi không thành công? Cô gái, tốt nhất anh đừng đi, anh có thể ở đây, đều là dựa vào hạt nhân vũ trụ hỗ trợ, nhưng nó chỉ có thể bảo vệ anh đến đây thôi. Nếu đi đến tầng thứ 2, anh sẽ tan thành cho bụi ngay lập tức. Ngô Bình cười khổ, tôi yếu đến vậy sao? Điện Hồng Mông, là nơi để các cao thủ cấp vũ trụ tu luyện, đương nhiên anh không so được rồi. Ngô Bình, Điện Hồng Mông, nữ oa bây giờ đang ở đâu? Cô gái, bà ấy có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng anh không nhìn thấy bà ấy, bởi vì tầng cấp sinh mạng các ngươi khác nhau. Giống như sinh linh thời không ba chiều sẽ không nhìn thấy sinh linh thời không bốn chiều. Anh ở trong mắt nữ oa cũng giống như một bức tranh trên tường, anh có thể tùy ý thay đổi nội dung trên tranh, còn anh ở ngoài tranh thì chỉ có thể để mặc an bài. Ngô Bình nhíu mày, tôi thảm đến vậy sao? Không phải là thảm, dù sao người trong tranh cũng không biết bản thân mình là một bức tranh. Nhưng anh cũng không cần phải nản lòng, anh có thể đến được Điện Hồng Mông, chứng tỏ anh cũng là người có may mắn, sau khi anh quay lại sẽ gặp được phúc lớn. Ngô Bình, cảm ơn cô an ủi tôi. Sau đó, anh dùng hết sức cảm nhận những thứ ở tầng ngoài cùng. Tuy bên ngoài chỉ là da lông, nhưng Ngô Bình vẫn rất khó lĩnh ngộ, anh chỉ có thể lĩnh ngộ một chút ít ỏi trong đó. Anh cũng không nản lòng vì chuyện này, dù sao, đạo lý cao thủ vũ trụ, chẳng lẽ anh lại không thể hiểu được sao? Anh ngồi xếp bằng trong Điện Hồng Mông, không biết qua bao lâu, anh cảm thấy như đã trôi qua một vạn năm rồi, mới dần dần hiểu ra, thứ mà Điện Hồng Mông tầng đầu tiên muốn nói cho anh là gì. Khi anh hiểu được đạo lý này, cô gái cười nói, anh có thể rời đi được rồi, chúc mừng anh, là nhân loại thứ ba được tiếp xúc với đại đạo Hồng Mông. Hai người kia là ai? Ngô Bình vừa mở lời thì người đã bị một luồng sức mạnh đánh bay đi. Cửa điện mở tung, anh bay ra ngoài. Bên ngoài cửa điện, đám người lãnh đạo hạ ngây người, sao vừa mới vào đã ra rồi? Thì ra, từ khi Ngô Bình đi vào đại điện, đến khi anh bị đẩy ra chỉ mới qua 3 phút mà thôi. Sau khi Ngô Bình đi ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ, bốn vị lãnh đạo kinh ngạc, chẳng lẽ anh đoạt được rồi sao? Ngô Bình nói, các vị lãnh đạo, lúc tôi không ở đây, làm phiền các ông thay tôi quản lý tốt Doanh Tông. Nói rồi anh lại rời khỏi Doanh Tông. Anh bước ra một bước đã quay về nhà, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình. Anh vừa khôi phục, bức tượng Ngô Bình trong thời không thần bí kia lập tức tỏa ra ánh sáng. 10 vị thần tộc xung quanh nó đều vui mừng, đồng loạt nói, hắn quay lại rồi. Ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy trên bức tượng. Bọn họ lập tức niệm chú, tiếp tục thông qua bức tượng lại làm hại Ngô Bình. Thế nhưng bọn họ vừa bắt đầu niệm chú thì bức tượng bỗng tỏa sáng, một luồng sức mạnh nguyền rủa gấp trăm lần bọn họ bắn ngược lên thân họ,
10 vị thần tộc trong sân thét lớn một tiếng, thân thể đều nổ tung, chết ngay tại chỗ. Lúc này, Ngô Bình cảm nhận được trong lòng, lầm bầm nói có người đang niệm chú hại mình. Quay về nhà, anh liền thương lượng với người nhà, rời Hoàng Cung về Doanh Châu. Đến ngày hôm sau, xung quanh Hoàng Cung đột nhiên xuất hiện có làn sương mù vây quanh, đến khi làn sương tan đi, cả Hoàng Cung cũng không còn. Một lúc sau, trên một hòn đảo khổng lồ bên ngoài Doanh Châu, phong cảnh nơi này như vẽ trong tranh, diện tích khoảng chừng 1/10 Doanh Châu, là một trong những hòn đảo lớn nhất thuộc quyền kiểm soát của Doanh Tông, cũng là hòn đảo có phong cảnh đẹp nhất, được gọi là đảo Phúc Thiên. Trên đảo Phúc Thiên, xuất hiện một khối kiến trúc lơ lửng trên không, đáp xuống giữa những ngọn núi, đây chính là Hoàng Cung do Ngô Bình rời đến. Nhìn thấy phong cảnh nơi này, các cô gái đều rất hài lòng. Đường Băng Vân bay lên trên cao, cười nói, Huyền Bình, sao anh tìm được nơi như thế này vậy? Ngô Bình, nơi này vốn là nơi nghỉ dưỡng của Doanh Hoàng, đương nhiên phong cảnh không tệ. Đường Băng Vân, Huyền Bình, bây giờ anh là Doanh Hoàng, sau này có phải chúng ta phải sống ở Doanh Châu không? Ngô Bình, Doanh Hoàng chỉ là một thân phận, đến lúc thích hợp, anh sẽ chỉ định Doanh Hoàng mới. Đúng rồi, Băng Vân. Em có hứng thú với vị trí Doanh Hoàng này không? Đường Băng Vân cười nói, nếu nói đến nữ đế, có ai thích hợp hơn Linh Hy chứ? Nữ đế Linh Hy vẫn bế quan tu hành, cô ấy là do Ngô Bình dẫn đến, chỉ là mấy ngày nay không thấy cô ấy đâu. Ngô Bình gật đầu, nếu em không hứng thú, vậy thì giao cho Linh Hy. Hai người nói chuyện, trong Hoàng Cung, bỗng một luồng khí tức xuất hiện. Cảm nhận được khí tức này. Ngô Bình cười nói, Thanh Tuyết đột phá rồi. Lần trước, Ngô Bình truyền thụ thần tiên kinh cho thiên chủ Thanh Tuyết, cô ấy đã bế quan tu hành đến hôm nay mới xuất quan. Một bóng người xinh đẹp bay lên trời cao, được sấm chớp gột rửa, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, xuất hiện bên cạnh Ngô Bình. Thiên chủ Thanh Tuyết này đã đạt đến cảnh giới tiên hoàng của thần tiên kinh. Ngô Bình rất vui mừng, cười nói, Thanh Tuyết, với tu vi hiện tại của cô, sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói, nếu không nhờ Huyền Bình anh giúp đỡ, sao tôi có thể đi đến bước này được? Ngô Bình, lời khách sao cứ để đó đi, sau này chúng ta sẽ sống trên đảo Thiên Phúc này. Thiên chủ Thanh Tuyết nhìn xung quanh, cười nói, nơi này không tệ. Nói rồi, cô ấy vung tay, An Ogura bay ra. An Ogura này là song hồn. Vẫn luôn đi theo thiên chủ Thanh Tuyết tu hành, hiện tại đi qua cảnh thiên, cô ấy đã hợp nhất thành một với song hồn, tu hành cũng tăng vọt, đạt đến cảnh giới hư tiên của con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình, tốc độ rất nhanh trong những người tu luyện con đường tu tiên nhân đạo. Thiên chủ Thanh Tuyết, hợp nhất với song hồn An Ogura, thần hồn đã thay đổi, cô ấy bây giờ có tiềm lực tu hành còn vượt cả tôi nghĩ, chi bằng để cô ấy sau này đi theo tu hành với anh. Ban đầu, An Ogura cũng đã bái sư, Ngô Bình gật đầu, được. An Ogura vái lạy, sư phụ, núi thần tiên phía sau, phải tu luyện thế nào? Ngô Bình cười nói, trở về tôi sẽ dạy cho cô. Đường Băng Vân, Huyền Bình, em thấy nên điều chỉnh cấm quân trước, dù sao cấm quân lúc trước cũng chưa chắc sẽ trung thành. Cấm quân dưới trướng Đường Băng Vân, thực lực rất mạnh, có hơn 3.000 thánh binh. Hơn vạn người còn lại cũng đều tu luyện võ đạo, chọn một người bất kỳ trong đó cũng có thể diệt gọn được cấm quân Doanh Hoàng. Ngô Bình cũng có ý này, lập tức cho gọi đại thần, nói chuyện đổi cấm quân. Lần này, không còn đại thần nào dám phản đối, dù sao hiện tại Ngô Bình đã là tông chủ của Doanh Tông, không ai làm gì được anh làm gì thì cũng sẽ không có ai hô tay múa chân. Ngô Bình vừa thay đổi cấm quân vừa thử đưa toàn bộ những đạo lý được chứng kiến trong điện Hồng Mông dung nhập vào trong công pháp thân thể anh, củng cố con đường tu tiên nhân đạo. Trong thiên tiên cảnh, sau hư tiên là thần tiên cần phải có công đức tu luyện này, lúc trước Ngô Bình không cách nào nâng cao nhiều được, dù sao công đức tương đương với sức mạnh. Thế nhưng hiện tại, anh đã chuẩn bị đủ các loại năng lượng, anh đưa đạo lý trong điện Hồng Mông và sức mạnh hạt nhân vũ trụ kết hợp. Cộng thêm ý chí vô thượng của anh, cuối cùng lúc này, đã hình thành một sức mạnh to lớn, nó chính là thiên ý của thiên tiên giới, điều khiển tất thảy. Một khi thiên ý xuất hiện, thì toàn bộ tu sĩ dựa vào thiên tiên giới đều có thể hành thiện tích đức, có được công đức.
Thiện trong này, là ý chỉ làm những việc có lợi cho nhân loại, cho vận mệnh tiền đồ tương lai, mà thiên ý sẽ tiến hành phán đoán hành vi của bọn họ. Thiên ý xuất hiện, Ngô Bình đã biết, hiện tại anh có thể truyền bá con đường tu tiên nhân đạo trong phạm vi lớn, bởi vì anh đã có đủ sức mạnh phát hiện và phân phát công đức cho vô số tu sĩ. Vì vậy, Ngô Bình bắt đầu truyền thụ nhân đạo nhân đồ cho tất cả mọi người chuyển đến núi thần, mỗi người cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu tu luyện toàn dân. Lý Thần Sơn cười nói, nếu bọn họ có thể tu luyện, thực lực của tôi cũng sẽ tăng theo. Ngô Bình, núi thần, người tăng tốc dòng chảy thời gian đi, tôi muốn xem hiệu quả của bọn họ. Lý Thần Sơn, nhưng nếu làm như vậy, sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Ngô Bình, không sao, toàn bộ tài nguyên, đều do tôi cung cấp. Tôi muốn biết, trong 100 năm, trong số bọn họ sẽ xuất hiện bao nhiêu thần tiên. Vẻ ngoài của Lý Thần Sơn lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp, thân là cường giả kỷ nguyên, Ngô Bình trước giờ luôn để cô ấy trong nhà, chỉ có như thế lúc anh ra ngoài mới không lo lắng cho sự an toàn của người nhà. Cô ấy cười nói, thật ra tôi có thế giới của mình, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng vũ trụ, tôi có thể tiến hóa hết thảy tài nguyên. Ngô Bình nói, tôi có thể chia cho cậu một phần năng lượng của lõi vũ trụ. Lý Thần Sơn gật đầu, có lõi vũ trụ cung cấp năng lượng, mọi thứ đều không thành vấn đề, nhưng 100 năm, dân số có thể tăng gấp 10 lần. Ngô Bình, dân số nhiều không phải là chuyện xấu, thế giới mà cô tạo ra chẳng khác gì đại lục hồng hoang, có tăng lên gấp 10.000 lần cũng được. Cứ thế hai người bàn bạc với nhau, Ngô Bình sẽ là người cung cấp năng lượng của lõi vũ trụ, Lý Thần Sơn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi. Trong thời gian này, Ngô Bình liên tục chuyển sức mạnh do lõi vũ trụ giải phóng cho cô ấy, thế giới của cô ấy bắt đầu có những thay đổi lớn nhưng người dân trong đó sẽ không cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đó, họ vẫn sống và tu luyện bình thường. Lý Thần Sơn còn cũng gọi thế giới mô phỏng đại lục hồng hoang này là hồng hoang giới. Ngô Bình chuyển năng lượng trong 3 ngày, những người trong hồng hoang giới đã trải qua 100 năm. 100 năm có thể sinh ra 4 năm thế hệ người, không nằm ngoài dự đoán của Lý Thần Sơn, dân số tăng gần gấp 10 lần. Đạt đến gần 5.000 tỷ. Dân số cao như thế dĩ nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nhưng thế giới của Lý Thần Sơn đã chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành tất cả các tài nguyên cần thiết, dẫn đến hồng hoang giới sinh ra một số lượng lớn các cao thủ tu chân trong 100 năm. Vừa đúng 100 năm, Ngô Bình đi vào hồng hoang giới. Trong 100 năm, anh chưa từng can thiệp vào hồng hoang giới, mọi thứ đều phát triển một cách tự nhiên. Thế là anh nhìn thấy rất nhiều quốc gia đã được xây dựng trong hồng hoang giới, vài quốc gia trong đó phát triển rất hùng mạnh, thống trị trật tự của hồng hoang giới. Các quốc gia còn kết hợp với nhau để thành lập học viện tu tiên, mục đích để bồi dưỡng nhân tài. Sách hướng dẫn tu hành mà Ngô Bình cung cấp vào 100 năm trước được xem là bộ sách kinh điển, được đưa vào trong viện bảo tàng, đồng thời bản thân anh cũng được xem là thánh hiền vĩ đại được cung thờ trong đền. Lý Thần Sơn biến thành một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh, cười nói cậu có biết 100 năm nay hồng hoang giới đã sinh ra bao nhiêu hư tiên không? Ngô Bình hỏi, bao nhiêu? Lý Thần Sơn, con đường tu tiên nhân đạo không hổ là công pháp tu luyện thích hợp với con người, so với tiên đạo của tiên tộc trước đó, tỷ lệ thành công mà tộc người tu luyện tăng lên gấp 100 lần, khoảng chừng cứ 170 người thì có một người có thể tu luyện, cứ 1530 người thì có thể sinh một nhân tiên. Cứ 90 nhân tiên thì có thể xuất hiện một địa tiên, cứ mỗi 250 địa tiên thì có thể xuất hiện một hư tiên. Mắt Ngô Bình sáng rực, nói thế tức là trong 500 tỷ 800 nghìn người thì sẽ có một hư tiên. Lý Thần Sơn cười nói, đúng thế, vậy nên hiện giờ hồng hoang giới có khoảng 600 nghìn hư tiên. Ngô Bình gật đầu, nếu vẫn đi theo con đường tu tiên trước kia, có thể sinh ra nhiều nhất 5.000 hư tiên. Rất tốt, có 5.000 hư tiên. Thiên tiên giới của tôi có thể vận chuyển rồi. Vừa dứt lời, một cánh cửa xuất hiện trong không trung, cánh cửa này đi thẳng đến thiên tiên giới của Ngô Bình. 100 năm nay, hồng hoang giới đã tích lũy rất nhiều hư tiên, Lý Thần Sơn vẫn một mực đóng lối ra vào nên bọn họ không có cách nào đi vào thiên tiên giới. Giờ đây cánh cổng của thiên tiên giới đã mở, hàng trăm nghìn hư tiên đều cảm thấy ngạc nhiên, đồng loạt tạm biệt gia đình và bạn bè. Sau đó bay lên bầu trời để đến thiên tiên giới. Thiên tiên giới lập tức trở nên náo nhiệt,
thiên ý của thiên tiên giới tự động sinh ra một cuốn sách khổng lồ, trên đó là tên của từng thiên tiên đến báo danh, gọi là sách tiên. Trong quy tắc của thiên tiên giới, hư tiên mà không có sách tiên thì không được xem là thiên tiên, chỉ thuộc về tán tiên và dã tiên. Tán tiên và dã tiên đều không thể nào trở thành thần tiên, càng không thể trở thành chân tiên. Hàng trăm nghìn hư tiên đi vào sách tiên, thiên ý của thiên tiên giới sẽ dựa vào ý chí của các hư tiên để tạo ra hệ thống công đức, hoàn thiện bản thân. Mặc dù hư tiên vẫn không thể lấy được công đức nhưng có thể nhận nhiệm vụ. Thiên ý sẽ đưa cho một vài nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Nhiệm vụ đầu tiên mà thiên ý giao cho sẽ xuất hiện trong đầu của tất cả các hư tiên, đó là nhập thế để truyền đạo, truyền bá rộng rãi con đường tu tiên nhân đạo, tạo phúc cho cả thiên hạ. Phải biết là tỷ lệ thành công tu tiên của con đường tu tiên nhân đạo cao hơn công pháp tu tiên cũ 100 lần, một khi công pháp này được công khai thì sẽ truyền bá đi khắp nơi một cách rất nhanh hệt như cháy rừng. Thoáng chốc hàng trăm nghìn hư tiên bay ra khỏi thiên tiên giới. Có 1/3 người đi vào đại lục Hồng Hoang truyền đạo, 2/3 đến thế giới ngoài Hồng Hoang. Dĩ nhiên hư tiên vẫn không thể qua lại thường xuyên ở các giới, là Ngô Bình đưa họ đi vào các thế giới tương ứng để truyền bá tiên đạo. Làm xong chuyện này, tâm trạng Ngô Bình đã tốt hơn rất nhiều, anh tập trung tất cả mọi người ông bà, bố mẹ, vợ con lại rồi tổ chức một bữa tiệc gia đình. Nghỉ ngơi với gia đình vài ngày, Ngô Bình đã nói chuyện với A Kỳ. Chính thức tiếp nhận một sức mạnh lớn mạnh từ vũ trụ võ đạo. Khi sức mạnh này đi vào cơ thể anh sẽ biết được cái gọi là sức mạnh này thực ra đã vượt trội hơn cả một quy tắc trên cả sức mạnh. Biết được quy tắc này, trình độ võ thuật của Ngô Bình đã tăng vọt, sức chiến đấu của anh cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, anh đến học viện vạn đạo. Bây giờ, mặc dù anh là Doanh Hoàng, cũng là tông chủ của Doanh Tông nhưng anh vẫn quyết định đến học viện vạn đạo. Dù sao 4 học viện lớn đều là tài sản của Doanh Tông, nếu học phủ truyền kỳ muốn thôn tính, tất nhiên anh không thể chắp tay dâng lên cho người khác. Thế nhưng học phủ truyền kỳ lại rất khó đối phó, chúng toàn chiêu mộ những học sinh thiên kiêu của cả đại lục Hồng Hoang, thực lực toàn thể không phải là thứ là học viện vạn đạo có thể đối đầu. Nhưng chuyện này cũng có mặt tốt của nó, trong cuộc đối đầu lần này, nếu học viện vạn đạo có thể chịu được áp lực, thể hiện tốt hơn học phủ truyền kỳ thì có thể tạo ra chút danh tiếng cho học viện vạn đạo. Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ học viện vạn đạo xuất sắc hơn học phủ truyền kỳ. Cứ như vậy, học viện vạn đạo chắc chắn sẽ phát triển một cách bùng nổ và trở thành một học viện có thể cạnh tranh với học phủ truyền kỳ. Lúc này hơn 500 học viên bị phong ấn của học viện vạn đạo đều đã quay lại học viện, đang đợi Ngô Bình chỉ dạy. Nhưng mấy ngày nay Ngô Bình không xuất hiện. Các học viện đều cảm thấy sa sút tinh thần. Cũng may cuối cùng hôm nay Ngô Bình cũng đã xuất hiện. Hơn 500 học viên đều yên tĩnh đứng trên sân tập võ, nhìn giáo viên của họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngô Bình mỉm cười nói, các em, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu, tôi tên là Ngô Bình, là giáo viên của các em. Dạy cho các em là nhiệm vụ mà viện trưởng giao phó, nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể trở thành giáo viên chính thức. Chúng ta không nói những lời thừa thãi nữa, từ giờ trở đi, tôi sẽ truyền thụ võ thuật cho các em. Cứ thế Ngô Bình bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình, mỗi ngày anh chỉ có một tiết, mất khoảng một tiếng đồng hồ, hết tiết thì rời khỏi lớp, anh không quan tâm các học viên có học hay không. Bên này vừa tan lớp, anh lập tức về nhà với gia đình. Cứ như vậy, dạy được 3 ngày, bên học viện cuối cùng cũng có tin tức, đích thân viện trưởng đến tìm Ngô Bình. Nói bất cứ lúc nào anh cũng có thể bắt đầu kiểm tra cấp bậc đạo sư. Đạo sư dạy học viên chia ra 3 cấp bậc thành sơ, trung, cao, cùng với đạo sư cấp sao có cấp bậc cao hơn. Kiểm tra cấp bậc đạo sư cần có viện trưởng Lệ Hồng và một vài nhân vật quan trọng đích thân tham gia. Địa điểm của kiểm tra nằm ở một tòa cung điện cổ xưa, Ngô Bình đi đến, nhìn thấy viện trưởng và các nguyên lão cùng với các đạo sư chính đều có mặt. Viện trưởng cười nói, Ngô Bình, anh thể hiện rất tốt, chữa trị cho hơn 500 học viên. Tiếp theo, bổn viện sẽ tiến hành kiểm tra với anh, kết quả kiểm tra sẽ quyết định anh trở thành đạo sư cấp bậc nào. Một nguyên lão nói tiếp, Ngô Bình, đạo sư cấp bậc khác nhau, độ khó và phương thức kiểm tra cũng có điểm khác, anh có thể dựa theo tình hình của bản thân mà tiến hành một kiểm tra đạo sư cấp bậc nào đó. Nếu thông qua bài kiểm tra, anh sẽ trực tiếp giành được danh hiệu đạo sư tương ứng.
Ngô Bình, đạo sư cấp sao, cao nhất có thể là mấy sao? Nguyên lão và viện trưởng nhìn nhau, nói, nơi này, cao nhất có thể kiểm tra đạo sư 7 sao, hiện nay tại bổn viện mức cao nhất là đạo sư 5 sao, cũng chính là bản thân viện trưởng. Viện trưởng, thật ra trình độ của tôi vẫn chưa đạt đến 5 sao. 5 sao này, anh có thể xem như danh hiệu danh dự. Ngô Bình, vậy thì kiểm tra đạo sư 7 sao đi. Mọi người rất kinh ngạc, dù sao đạo sư 5 sao cũng là cấp bậc rất khó đạt được, mà anh lại chọn 7 sao. Phải biết rằng độ khó của đạo sư 7 sao so với đạo sư 5 sao khó hơn ít nhất 10 lần, từ khi 4 học viện thành lập đến nay, chưa có ai đạt được cả. Viện trưởng, Ngô Bình, anh chắc chắn phải tiến hành kiểm tra đạo sư 7 sao sao. Anh phải hiểu rõ, nếu kiểm tra thất bại, phải 1.000 năm sau anh mới có thể tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Ngô Bình, tôi hiểu rõ. Viện trưởng nhìn anh chằm chằm, rồi nói, được, bài kiểm tra đạo sư 7 sao bắt đầu. Ngô Bình, anh có thể đi vào rồi. Ngô Bình vừa bước chân đi tới thì lập tức biết mình đã tiến vào ảo cảnh, trước mặt anh là một thế giới ảo không rõ hư thực. Cách đó không xa, có một trường học. Lúc này, trong tai vang lên âm thanh. Ngô Bình, học sinh của anh đều ở trước mặt, đi dạy tri thức cho bọn họ, dạy dỗ họ thành nhân tài. Âm thanh đó nói. Ngô Bình đi vào trường, đến một phòng học thì thấy một nhóm học sinh tính cách khác nhau, có người vụng về lóng ngóng, có người điên điên khùng khùng, có người trầm tư trong thế giới nội tâm, không giao lưu với mọi người. Cả lớp tổng cộng 25 học sinh, không có ai là bình thường. Những học sinh này, bình thường giao tiếp với bọn họ rất khó. Càng đừng nói đến việc dạy kiến thức và tu hành cho bọn họ. Âm thanh kia nói, bồi dưỡng 25 học sinh này thành tài, mới có thể thông qua bài kiểm tra. Ngô Bình không ngờ, bài kiểm tra đạo sư 7 sao lại khó như vậy, anh từng chống lại biết bao nguy hiểm, chưa từng sợ hãi, nhưng dạy một nhóm học sinh như thế này thật sự cũng rất khó khăn. Suy nghĩ một lúc, anh khẽ cười, nói các em học sinh, tôi là thầy của các em, tôi tên Ngô Bình. Vù. Anh vừa nói mấy câu, trong 25 người, có 12 người bắt đầu ngủ, có một tên ngốc còn đi vệ sinh trước mặt mọi người, một tên điên khác thì vừa nhảy vừa hát. Ngô Bình cũng không tức giận, dạy người thì không phân biệt đối xử, anh có lòng dạy dỗ thế nhân, đương nhiên cũng không sợ phải dạy một nhóm học sinh dị thường như vậy. Bên ngoài đại điện kiểm tra, viện trưởng nói, vốn dĩ hy vọng anh ta sẽ tiến hành kiểm tra đạo sư 5 sao. Không ngờ, anh ta trực tiếp chọn đạo sư 7 sao. Kiểm tra đạo sư 7 sao quá khó, không biết anh ta có thể thành công hay không. Một nguyên lão nói, nếu anh ta đã chọn thì chứng tỏ anh ta có tự tin, chúng ta cứ đợi tin tức của anh ta vậy. Một đạo sư cấp 2 nói, học viện truyền kỳ đang từng bước tiến bộ, cho dù Ngô Bình không đạt bài kiểm tra, thì vẫn nên để anh ta dẫn dắt một nhóm học sinh. Mấy người đang thảo luận với nhau. Trước sau chưa đến 5 phút, cửa đã mở ra, Ngô Bình bước ra. Đồng thời, tiếng chuông vang lên trong điện, sau đó một huy hiệu đạo sư 7 sao bay ra, rơi vào tay Ngô Bình. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã hoàn thành kiểm tra rồi. Viện trưởng nhìn huy hiệu 7 sao, không kiềm được cảm thán nói, Ngô Bình, anh đúng là thiên tài. Ngô Bình cười nói như vậy, kể từ bây giờ tôi là đạo sư 7 sao rồi. Viện trưởng nhìn anh nói, anh không chỉ là đạo sư 7 sao, hơn nữa kể từ bây giờ, anh chính là viện trưởng của Học viện Vạn Đạo. Ngô Bình bất ngờ, tôi là viện trưởng. Lệ Hồng gật đầu, quy định của học viện là nếu một vị đạo sư có trình độ vượt xa viện trưởng thì viện trưởng nhất định phải nhường chức. Anh là đạo sư 7 sao, để anh làm đạo sư, học viện sẽ càng phát triển tốt hơn. Ngô Bình ngẫm nghĩ, cười nói, tôi không có thời gian quản lý học viện. Nhưng có thể đảm nhận chức danh viện trưởng này. Còn việc quản lý học viện, vẫn nên để viện trưởng Lệ đảm nhận là tốt nhất. Lệ Hồng cười nói, được, sau này anh chính là viện trưởng Ngô. Ngô Bình nói, kiểm tra xong rồi, tôi lên lớp đây. Lệ Hồng, viện trưởng Ngô, có vài chuyện cần thương lượng với anh. Ngô Bình nói, được, đến phòng họp đi. Tại phòng họp của Học viện Vạn Đạo, toàn bộ nguyên lão, đạo sư các bộ phận cùng với viện trưởng Lệ Hồng và Ngô Bình đều có mặt. Lệ Hồng nói, lần trước đã nói với viện trưởng Ngô Bình rồi,
học phủ truyền kỳ muốn đoạt lấy học viện vạn đạo, hai bên cũng đã đánh cược. Ngô Bình, nội dung cược cụ thể là gì? Lệ Hồng, cá cược chia thành hai phần, một là đạo sư thi đấu, hai là học sinh thi đấu. Đạo sư thi đấu sẽ tiến hành vào tháng sau, hai bên tự cử ra đạo sư lần lượt đọ sức trong ba lĩnh vực, thì 3 tháng 2. Bên thắng có thể tiến vào học viện đối phương chọn ra 100 học viên. Ngô Bình, chọn ra 100 học viên sao? Vậy chẳng phải là chọn hết học viên tinh anh của đối phương sao? Lệ Hồng, cho nên chúng ta rất coi trọng chuyện này. Vậy đánh cược thứ hai thì sao? Lệ Hồng, thứ hai, là do học sinh thi đấu, 5 trận thắng 3. Lần này bên thắng có thể đến họ viên đối phương chọn ra 100 đạo sư. Ngô Bình nói, bất kể bên nào bị chọn ra 100 đạo sư tốt nhất, thì học viện cũng sẽ tụt dốc dần. Lệ Hồng thở dài, đúng vậy, cho nên chúng ta không có đường lui, chỉ có thể thắng, không thể bại. Ngô Bình, nếu học viện truyền kỳ đã dám đánh cược như vậy, chứng tỏ bọn họ rất tự tin. Một Nguyên lão nói, đúng vậy, cho nên chúng tôi rất lo lắng. Một khi học viện vạn đạo thất bại thì ba học viện còn lại cũng sẽ lần lượt bị học viện truyền kỳ thâu tóm. Ngô Bình, các vị yên tâm, có tôi ở đây, học viện vạn đạo sẽ không thua. Nhưng tôi có vài đề nghị cho học viện. Lệ Hồng, viện trưởng Ngô cứ nói. Ngô Bình, tôi hy vọng học viện sẽ đưa trọng điểm dạy học vào phương diện võ đạo, đồng thời hãy dùng giáo trình mà tôi biên soạn để dạy. Mọi người nhìn nhau, Lệ Hồng nói, viện trưởng Ngô, đề nghị của anh tôi có thể cân nhắc. Nhưng giáo trình dạy là do rất nhiều đạo sư kinh nghiệm cân nhắc và biên soạn, không dễ để thay đổi. Ngô Bình cười nói, có thể so sánh thử, cùng sử dụng đồng thời giáo trình của tôi và giáo trình ban đầu, từng người dùng cho một nửa học sinh. Sau đó đợi một tháng, rồi lại so sánh hiệu quả của hai giáo trình thì thế nào? Lệ Hồng gật đầu, như vậy cũng được, nếu chuyện này chứng minh giáo trình của viện trưởng Ngô tốt hơn, học viện tự nhiên sẽ vui vẻ mà đổi. Ngô Bình, được chúng ta cứ định như vậy đi. Lệ Hồng, tin tức viện trưởng Ngô trở thành viện trưởng và đạo sư 7 sao, chúng tôi sẽ giữ kín một thời gian. Trước lúc cuộc thi đấu kết thúc, thân phận của anh sẽ là đạo sư 4 sao của bổn viện. Ngô Bình cũng không để ý mấy chuyện này, nói, không sao. Cuộc họp kết thúc, Lệ Hồng đuổi theo, cười nói, thầy Ngô, tối nay có thời gian không? Ngô Bình, viện trưởng Lệ có chuyện. Lệ Hồng, tối nay là sinh nhật 23 tuổi của tôi có mời một vài nguyên lão và đạo sư của học viện, hy vọng anh cũng có thể tham gia. Ngô Bình rất bất ngờ, cô chỉ mới 23 tuổi. Lệ Hồng cười nói, thế nào? Chẳng lẽ trông tôi già lắm sao? Ngô Bình lắc đầu, một người mới 23 tuổi không những tu vi cao mà còn là viện trưởng của học viện vạn đạo, đương nhiên tôi phải kinh ngạc rồi. Lệ Hồng nói, 14 tuổi tôi đã là viện trưởng học viện vạn đạo rồi. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao? Lệ Hồng khẽ thở dài, học viện vạn đạo có một quy tắc, viện trưởng cũng có thể chỉ định viện trưởng kế nhiệm. Vốn dĩ tôi chỉ là một cô gái bình thường. Đột nhiên lại bị chỉ định làm viện trưởng. Ngô Bình cười nói, chắc hẳn ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ để cô tiếp nhận chức vụ viện trưởng đâu, nhất định có nguyên do trong đó. Lệ Hồng, tôi vốn cũng không hiểu, mãi đến khi trước khi chết ông ấy mới nói cho tôi sự thật. Ngô Bình rất hứng thú hỏi, ông ấy nói gì? Lệ Hồng, viện trưởng cũ nói, vận mệnh của tôi rất đặc biệt, có thể khiến học viện vạn đạo phát triển hơn. Ngô Bình, xem ra viện trưởng cũ có khả năng xem quẻ. Lệ Hồng, đối với chuyện này tôi vẫn rất hoài nghi, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên do khác. Ngô Bình đứng lại, tôi cũng hiểu một vài chuyện gieo quẻ, có thể giúp cô xem thử. Mắt Lệ Hồng sáng lên, được. Ngô Bình hỏi cô ngày sinh bát tự, sau đó lấy một sợi tóc của cô, rồi bắt đầu niệm thần chú. Một lúc sau, trước mặt anh xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh chia làm 6 phần, nội dung vô cùng phức tạp huyền diệu, Lệ Hồng căn bản nhìn không hiểu. Ngô Bình đưa mắt nhìn hình ảnh, nói, viện trưởng cũng nhìn người không sai, sự xuất hiện của cô mang lại may mắn cho học viện vạn đạo. Lệ Hồng hỏi, tại sao? Ngô Bình nhìn cô ấy, nói, vì chồng của cô là một nhân vật rất lợi hại. Lệ Hồng khẽ cười, tôi cũng qua lại với vài người.
nhưng bọn họ cũng không có triển vọng gì cả, hơn nữa cũng đã chia tay với tôi sớm rồi. Ngô Bình khẽ cười, cô sẽ gặp được thôi. Chia tay với Lệ Hồng, Ngô Bình thở dài một hơi, lầm bầm nói, sao cô ấy là người phụ nữ của mình. Thì ra vừa nãy lúc gieo quẻ, anh phát hiện Lệ Hồng này đã được định sẽ trở thành người phụ nữ của anh, chuyện càng khiến anh nghi hoặc là, vận mệnh của Lệ Hồng sẽ có hai lần thay đổi lớn, mỗi một lần đều kinh thiên động địa. Buổi tối, Ngô Bình tham gia tiệc sinh nhật của Lệ Hồng, chính thức làm quen với một vài giáo viên và nguyên lão học viện. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Ngô Bình quay về Hoàng cung Doanh Hoàng, tiếp tục làm Doanh Hoàng. Hiện tại anh thực sự nắm giữ quyền lực trong tay, nói một là một. Hôm đó, Linh Hy cũng đến Hoàng cung, giúp anh xử lý công vụ. Linh Hy không hổ là nữ đế, xử lý những chuyện nhỏ này đâu vào đó, rõ ràng, chuyên nghiệp hơn Ngô Bình nhiều. Ngô Bình quyết định, trước tiên để Linh Hy xử lý công vụ, đợi thời cơ thích hợp thì nhường lại chức vị hoàng doanh cho cô ấy, còn anh sẽ chuyên tâm làm giáo viên, thuận tiện chăm sóc vợ con. So với việc làm giáo viên, chuyện Ngô Bình quan tâm hơn là tình hình các hư tiên đang truyền đạo bên ngoài, mà hiệu quả cuối cùng khiến anh rất hài lòng. Với sự giám sát từ thiên ý, trong 7 ngày qua, mấy trăm vạn hư tiên cùng tuyên truyền con đường tu tiên nhân đạo cho hơn 100 tỷ người, còn tặng sổ tay tu luyện nhập môn. Chuyện thú vị là trang cuối mỗi cuốn sổ tay tu luyện đều viết một câu, tuyên truyền con đường tu tiên nhân đạo cho nhiều người hơn, nếu có thể thành công khiến 100 người tu luyện thì có thể có được phần thưởng từ thiên tiên giới. Mới đầu, mọi người không tin tưởng về giải thưởng này, nhưng trong đó cũng có người tò mò làm thử. Khi những người này thật sự khiến 100 người tu luyện, thì sổ tay tu luyện trong tay bọn họ đột nhiên phát sáng, sau đó một luồng sáng từ trên trời rơi xuống, người này có được phần thưởng là 1.000 thần long tệ. 1.000 thần long tệ này đối với người bình thường mà nói là một con số không tưởng, nó đủ giúp một nhà bình thường sống một cuộc sống sung túc no đủ. Vì vậy, khi tin tức này truyền đi, ai ai cũng trở thành người truyền đạo điên cuồng hành động. Mỗi khi truyền đạo được 100 người, thì có thể có được 1.000 thiên long tệ. Trên cơ bản, nếu lại truyền đạo cho 1.000 người thì có thể có được phần thưởng 2 vạn long thần tệ. Đương nhiên, sau này còn có cả vạn người đoạt thưởng, 10 vạn người đợt thưởng. Giải thưởng lúc này đối với người bình thường mà nói, đã rất hấp dẫn rồi, ai ai cũng tranh nhau truyền đạo. Từ 1 lên 100, 100 lên vạn, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. Mà bách tính đã chủ động truyền đạo bước vào tu hành đã lên đến số lượng 50.000 tỷ. Vượt xa số lượng hư tiên truyền đạo. Ngô Bình trải qua một khoảng thời gian bình thản, mỗi ngày dạy học, tu luyện, thuận tiện sẽ chỉ điểm bọn trẻ tu hành, Đỉnh Nhi, Thủy Sinh, Khả Nhi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể tu hành một vài pháp môn cơ bản, những pháp môn này có thể tăng cường hình thể và thần hồn. Hôm nay, Đỉnh Nhi muốn đi câu cá. Đỉnh Nhi là con trai do Nhậm San San sinh cho Ngô Bình, tên là Lý Dược Sư, cũng là con cả, bây giờ đã cao đến 1m8, đã thành thanh niên rồi. Lúc nhỏ Lý Dược Sư khá nghịch ngợm, lớn lên, tính cách lại trở nên ôn hòa hơn, thời gian trước bỗng nhiên thích câu cá, cứ lén lút chạy đến vùng ngoại ô câu cá. Thời gian này, cả nhà Ngô Bình chuyển đến Doanh Châu, Lý Dược Sư cũng tiện hơn, mỗi ngày đều ra ngoài. Vốn dĩ câu cá cũng không phải chuyện gì lớn, thỉnh thoảng Ngô Bình cũng câu cá bắt tôm, nhưng Nhậm San San nói cho Ngô Bình biết, hôm qua Lý Dược Sư câu một con rồng trắng, dài hơn 2 mét, được cậu nuôi trong hồ sau viện. Vốn dĩ rồng trắng cũng không có gì, chân long nhà họ Lý nhiều vô kể, nhưng khi Hoàng Long nhìn thấy con rồng trắng này, thì lặng lẽ nói cho Nhậm San San, con rồng này có khả năng là đến từ Long Cung, lai lịch bất phàm. Nhậm San San chú ý đến chuyện đó, Ngô Bình vừa về thì kể chuyện này cho anh. Vì vậy Ngô Bình đến sau viện, quả nhiên nhìn thấy một con rồng trắng, con rồng này trông không hề tầm thường, rất xinh đẹp, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chắc hẳn ra đời chưa bao lâu, còn chưa giao tiếp được với loài người. Rồng nhỏ nằm trên một tảng đá, đáng thương nhìn Ngô Bình, đôi mắt ngấn nước. Ngô Bình lấy một ít đan dược cho nó ăn, tuy rồng nhỏ này xuất thân cao quý. Nhưng cũng chưa từng được dùng đan dược này, chỉ cảm thấy vừa thơm vừa dễ nuốt, cảm thấy rất dễ chịu. Nuốt được mấy viên đan dược, Ngô Bình vươn tay, rồng trắng bỏ lên cánh tay anh. Trước đó, Lý Dược Sư có thiết lập cấm chế ở đây, rồng nhỏ không thể ra khỏi hồ nước được.
Để rồng nhỏ lên người, Ngô Bình đi tìm Lý Dược Sư, phát hiện cậu đang chuẩn bị ra ngoài câu cá, anh bèn cười hỏi, Đỉnh Nhi, con đi câu cá ở đâu vậy? Lý Dược Sư cười nói, bố, phía đông Doanh Châu có một vùng vịnh, rất hợp để câu cá. Ngô Bình, dạo này bố cũng muốn câu cá, hay là bố và con cùng đi? Lý Dược Sư chớp mắt, bố, không phải bố rất bận sao? Ngô Bình, bận thì bận, nhưng nên thư giãn thì cũng phải thư giãn. Rõ ràng Lý Dược Sư có phần không tình nguyện, nhưng nếu Ngô Bình đã nói vậy thì cậu cũng không đành từ chối, bèn nói, vậy được ạ. Hai bố con độn quang di chuyển tức thời, rất nhanh đã đến vùng vịnh phía đông. Quả nhiên giống như Lý Dược Sư nói, vùng vịnh này rất hợp để câu cá, dưới gành đá, chính là biển sâu nghìn mét, cá rất nhiều. Nửa năm nay Lý Dược Sư đều điên cuồng câu cá nên cậu dùng cần câu và dây câu, thậm chí là mồi câu cũng rất chuyên nghiệp, so ra thì Ngô Bình khá thảm, hai tay trống không, chẳng có gì. Lý Dược Sư bỏ thính rồi quăng cần câu, một sợi chỉ bạc bay ra mấy nghìn mét, rơi xuống mặt nước. Ngô Bình nhìn lớp vảy mịn trên cần câu của cậu, được tạo thành từ chất liệu đặc biệt, bên trên còn có trận pháp. Lý Dược Sư, bố, con còn có một cần câu nữa. Bố dùng cái đó đi. Ngô Bình, bố có rồi. Nói xong, anh bỗng đảo mắt, nhìn thấy một nơi xa xa phía sau có một rừng trúc. Anh vươn tay, một cành trúc dài 15 mét bay qua, anh cầm lấy cành trúc, buông xuống mặt biển. Một chút tiên lực ngưng tụ thành sợi, buộc từ đầu thanh trúc buông xuống mặt biển. Nhìn thấy Ngô Bình như vậy, Lý Dược Sư rất ngưỡng mộ, nói, bố, lúc nào thì con mới có thể ngưng tụ thành dây như vậy? Từ không thành thật. Ngô Bình, sớm thôi, khi nào con thành thiên tiên thì mới có thể làm được như bố. Lý Dược Sư bĩu môi, thiên tiên cũng chẳng có gì lợi hại cả, bây giờ con có thể đánh được đạo quân. Ngô Bình, đó là thiên tiên bình thường, bố nói đây là thiên tiên của con đường tu tiên nhân đạo, bố con chính là thiên tiên, con có đánh được không? Lý Dược Sư khịt mũi, nói, bố, sao tự dưng bố lại câu cá với con? Có phải có chuyện gì không? Lý Dược Sư thông minh từ nhỏ, lập tức hỏi Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, bố thấy Bạch Long mà con câu khá đặc biệt, nên muốn xem. Con rồng kia là câu lên từ chỗ này sao? Lý Dược Sư gật đầu, đúng vậy. Lúc đó con cũng giật mình, không ngờ nơi này thật sự lại có rồng xuất hiện. Ngô Bình khẽ nhíu mày, lúc đó, con còn phát hiện gì không? Lý Dược Sư, trong biển có mùi máu tanh nồng đậm, thu hút đủ các loại cá, cho nên hôm đó mới câu được cả nghìn con cá. Gậy trúc trong tay Ngô Bình rung lên, mặt biển khẽ động, một xác rồng được sợi dây kéo lên, dài cả nghìn mét, toàn thân đều màu xanh, là thanh long. Nhìn thấy thi thể thanh long, Lý Dược Sư giật mình, là xác rồng. Ngô Bình thả Bạch Long ra hỏi, mày nhận ra thanh long này không? Rồng nhỏ lập tức rơi lệ gào thét bị thương. Ngô Bình khẽ cười, xem ra, có lẽ nó là người thân của mày. Lý Dược Sư ngây ngốc, bế, chuyện gì vậy? Ngô Bình, có người giết con rồng này ở đây, nhưng lại bỏ sót con Bạch Long. Lý Dược Sư nhìn xác thanh long, nói con rồng này ít nhất cũng phải tu vi đạo quân, sao có thể nói giết chết là giết được? Hơn nữa nơi này là biển đông, có người nào lại to gan như vậy? Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện bất thường xảy ra chắc chắn có điều mờ ám, chuyện này, đến 8-9 phần là có người sắp đặt. Ngay lúc này, trên mặt biển, đột nhiên một cơn sóng lớn nổi lên, trên mặt biển hơn trăm dặm xung quanh bỗng nhiên có một đầu rồng sắc vàng khổng lồ xuất hiện, sóng cuộn lên cao cả vạn trượng lao về phía Doanh Châu. Cách từ rất xa, Ngô Bình cũng cảm nhận được sát ý nặng nề của nó. Nhìn thấy làn sóng khổng lồ. Lý Dược Sư nhíu mày, con rồng này phát điên gì vậy? Đánh sóng lớn như vậy về phía Doanh Châu, bách tính vùng Duyên Hải này sắp bị đánh chết mất. Cậu trẻ tuổi mạnh mẽ, muốn đứng dậy tranh luận với con rồng kia, thì bị Ngô Bình giữ lại. Chuyện người lớn, trẻ con đừng can dự. Anh nói một câu rồi vươn người lên cao, biến thành người khổng lồ cao vạn trượng, đạp sóng lướt qua. Anh đi được mấy bước, thì con sóng cao vút trời kia đã dừng lại. Con rồng khổng lồ trong làn sóng kia rời khỏi mặt nước, bay lên không, một đôi mắt rồng nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình nhìn anh ta, vẻ mặt bình tĩnh,
lạnh nhạt nói, anh bình tĩnh lại đi, nếu lại kích động giận dữ nữa, tôi sẽ lột vảy rồng, rút gân các người. Giọng điệu anh bình tĩnh, nhưng con rồng kia lại run lẩy bẩy, chậm chậm rút lui, chậm rãi hạ xuống, nói các hạ thân là cao thủ loài người, tại sao lại sát hại long tộc Đông Hải tôi? Ngô Bình cười lạnh, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi tàn sát long tộc? Kim Long nói, vừa nãy các hạ còn câu thi thể của Thanh Long lên, cô ấy là em gái tôi. Hơn nữa, cháu gái tôi cũng đang trong tay anh. Ngô Bình nhìn Bạch Long rồi nói, thì ra anh là cậu của cô bé. Kim Long, tôi là Thất Long Vương của Đông Hải. Các hạ là ai? Ngô Bình, tôi họ Lý. Thất Long Vương, tu vi của các hạ, có vẻ đã đạt đến cảnh giới Thánh Vương rồi. Ngô Bình, xem như vậy đi. Thất Long Vương, rốt cuộc ai là hung thủ, anh có thể hỏi Bạch Long này xem. Nói rồi, anh thả Bạch Long ra. Bạch Long lập tức bay đến bên cạnh Kim Long, khóc sướt mướt, đáng thương vô cùng. Kim Long thấp giọng nói, các hạ Thánh Vương, anh thực lực thông thiên, cũng không thể ức hiếp long tộc tôi. Ngô Bình cười lạnh, có phải đầu anh có vấn đề khôn, tôi bảo anh hỏi Bạch Long kia. Tôi đã hỏi rồi, Kim Long hung hăng nói, cô bé nói chính là các anh hại chết em gái tôi. Ngô Bình nheo mắt, anh nhìn Bạch Long, phát hiện đôi mắt nó đầy mê man. Ngô Bình lập tức hiểu ra, anh khẽ thở dài, nói đi, mục đích của long tộc các người là gì? Kim Long thấp giọng nói, nợ máu trả máu, không chỉ anh, mà Doanh Châu sau lưng anh cũng phải trả giá bằng máu. Ngô Bình gật đầu, hiểu rồi, nhưng đáng tiếc các người chọn sai mục tiêu rồi, gài nhầm người rồi. Kim Long hừ lạnh, vậy sao? Mặc kệ thực lực anh mạnh đến đâu, hôm nay cũng phải trả giá. Ngô Bình, bảo mấy người sau lưng anh xuất hiện đi, không cần phải làm rùa rút đầu đâu. Sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, hơn nghìn con rồng lao ra khỏi mặt nước, đủ các màu sắc, ai nấy đều đầy sát khí, có một con rồng trong đó có khí tức kinh người, là một long tổ. Khi long tổ này nhìn rõ vẻ ngoài của Ngô Bình, cảm nhận được khí tức của anh, lập tức run rẩy cả người, hoảng sợ tiến lên, long tổ Đông Hải Ngao Phương, bái kiến Thánh Hoàng Bệ Hạ. Trước khi Ngô Bình trở thành đại thánh, long tổ này đã đến bái hạ, hiện tại tuy đã qua một thời gian, nhưng nó vẫn nhớ rõ khí tức của Ngô Bình. Ngô Bình, ừ, chúng ta cũng xem như có chút giao tình. Hôm nay đột nhiên ông đưa toàn bộ long tộc đến chém giết là có ý gì? Long tổ vội nói, không biết là Thánh Hoàng ở đây, Tiểu Long đã biết tội. Ngô Bình, không cần giả vờ với tôi, nói rõ đi. Long tổ thở dài một tiếng, nói, bấm Thánh Hoàng, Tiểu Long chỉ là phụng mệnh mà làm. Ngô Bình, theo lệnh của ai? Long tổ Ngao Phương trần trừ vài giây rồi nói, là yêu tổ Tất Tuyên hạ lệnh, Tất Tuyên thế mạnh, Long cung Đông Hải tôi không thể chống đối. Ngô Bình, yêu tổ Tất Tuyên, nó ở đâu? Ngao Phương, Tất Tuyên đó cũng ở trong Đông Hải, trước khi Hồng Hoang thống nhất, Long cung tôi độc bá Đông Hải. Nhưng sau khi thống nhất, Tất Tuyên này lại trấn áp chúng tôi. Ngô Bình, anh là long tổ của long tộc, là long tộc mạnh nhất, mà lại bị yêu tổ trấn áp, chẳng lẽ anh không đánh lại được nó? Ngao Phương, yêu tổ kia là sinh linh ở hỗn độn, thực lực quả thực không kém tôi, hơn nữa trong tay còn có một pháp bảo rất lợi hại. Và lại, dưới trướng an ta có đến 1 tỷ yêu binh, một khi khởi binh đánh đến, thì long tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ngô Bình, Tất Tuyên báo ông làm gì? Tấn công Doanh Châu sao? Ngao Phương, Tất Tuyên bảo tôi tạo ra sự cố này trước, mượn cớ đánh Doanh Châu, sau đó dùng Doanh Châu làm cầu nối, tấn công đế quốc Thiên Đình. Ngô Bình, xem ra Tất Tuyên này muốn đối nghịch với Đại Thiên Tôn. Ngao Phương, Thánh Hoàng, uy danh anh kinh chấn thiên hạ, có anh ở đây, Tất Tuyên chắc chắn không thể thực hiện được. Ngô Bình suy nghĩ, thực lực yêu tổ này, đại khái tu vi bử cấp bậc đạo tôn, điểm lợi hại của nó, có lẽ là pháp bảo trong tay, cùng với sức mạnh huyết mạch hùng mạnh. Suy nghĩ một lúc, anh nói với Ngao Phương, tôi vẫn luôn muốn đến Long Cung các ông xem thử, chọn ngày chi bằng bất ngờ, quyết định hôm nay đi. Ngao Phương đảo mắt, Thánh Hoàng, anh muốn xung đột trực diện với Tất Tuyên sao? Ngô Bình, chỉ là một yêu tổ còn con, sợ chắc cũng không có gan tấn công đế quốc Thiên Đình,
nhất định đằng sau còn có nguyên nhân nào khác, tôi phải điều tra rõ. Ngao Phương chỉ đành nói, Tiểu Long thật vinh hạnh khi Thánh Hoàng bệ hạ có thể đi. Thế là Ngô Bình gọi Lý Dược Sư, hai bố con cùng nhau đến Đông Hải Long Cung. Lý Dược Sư và Ngô Bình đều mới đến Long Cung lần đầu tiên, họ lặn xuống nước được một đoạn thì vào trong một vòng nước, qua vòng nước đó thì đến với một vùng biển khác. Trong vùng biển này có rất nhiều đảo, cảnh vật cũng đẹp hơn nhiều so với bên ngoài. Tận sâu dưới biển, có vô số cung điện nguy nga được xây dựng, không chỉ dưới nước có cung điện mà trên đảo cũng có rất nhiều cung điện. Ngô Bình được mời đến một đại điện huy hoàng trên đảo, Long Tổ dắt theo một đám con cháu cùng đến chào. Các vị không cần khách sáo, anh nói. Sau khi chủ và khách ngồi vào vị trí, tỳ nữ liền trà, Ngô Bình để ý thấy ở đây cũng có rất nhiều loài người sinh sống, thậm chí còn có sinh vật nửa rồng nửa anh. Ngô Bình hỏi, Ngao Phương, những người này đều do ông bắt về sao? Lúc này, Ngao Phương đã biến thành hình người. Ông ta vội nói, không phải vậy đâu, phần lớn trong số họ là người đến lánh nạn khi bên ngoài xảy ra chiến loạn, tôi thấy họ đáng thương nên giữ lại một số người, để họ sống ở đây. Bệ hạ, Long tộc tuyệt đối không bắt họ làm nô lệ, ngược lại còn luôn giao lưu và liên hôn. Ngô Bình ừ rồi nói ra thì chúng ta cũng xem như có chút quan hệ, nhà tôi có nuôi một con rồng, có thể nói là trưởng bối của ông, các vị đều có huyết mạch cự long hỗn độn. Ngao Phương tròn mắt, là trưởng bối của Tiểu Long sao? Không biết huyết mạch của vị trưởng bối đó có thuần túy không? Ngô Bình liếc nhìn Ngao Phương, ông có được một phần ngàn huyết mạch cự long hỗn độn không? Ngao Phương thở dài, tạm thời vẫn chưa, có điều 4-500 năm nữa thì chắc có thể được. Ngô Bình lắc đầu, huyết mạch của ông mỏng manh quá. Vị tiền bối đó của ông đã có khoảng 4% của huyết mạch cự long hỗn độn rồi. Ngao Phương nghe xong thì vô cùng ngưỡng mộ, thật muốn gặp vị tiền bối đó quá, nếu tôi cũng có thể có được huyết mạch mạnh mẽ như thế thì cần gì phải sợ một yêu tổ nhỏ bé như Tất Tuyên kia. Cự Long hỗn độn vốn là bá chủ trong các sinh linh của hỗn độn, với nó thì huyết mạch của Tất Tuyên chỉ là đồ bỏ. Ngô Bình, ngoài ra, tôi còn từng gặp em trai của ông, vốn là một con rồng. Ngao Phương nghe Ngô Bình nhắc đến em trai của mình thì bối rối hỏi, cậu ấy vẫn khỏe chứ? Ngô Bình, tôi đã giúp anh ta ngưng tụ Long Châu lại từ đầu. Ngao Phương thở dài, năm xưa do tôi tuổi trẻ nông nổi, đánh cậu ấy bị thương, giờ nghĩ lại thì thấy vô cùng hối hận. Ngô Bình, đấy đều là chuyện gia đình của ông, tôi không hỏi nhiều. Ngao Phương, điều tôi muốn hỏi là ông dự định thế nào? Ngao Phương vội nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Thánh Hoàng. Ngô Bình, hãy để tôi đối phó với yêu tổ Tất Tuyên, ông chỉ cần án binh bất động là được rồi. Đấy là kết quả mà Ngao Phương mong muốn, ông ta không muốn đắc tội với bên nào cả, lựa chọn tốt nhất là ngồi im xem hai bên đánh nhau, ông ta lập tức nói, Thánh Hoàng anh minh. Ngô Bình lại nói, nghe nói Long Cung của các ông và Doanh Hoàng có quan hệ khá tốt hả? Ngao Phương, đằng sau Doanh Hoàng là Doanh Tông, thực lực không tệ, duy trì quan hệ tốt với họ sẽ có lợi cho Long Cung chúng tôi. Ngô Bình gật đầu, bây giờ Doanh Châu là địa bàn của tôi, sau này hai bên có thể qua lại nhiều hơn. Ngao Phương nói, đương nhiên rồi, sau này thương thuyền của Doanh Châu có thể tùy ý qua lại với Đông Hải, nhất định hải tộc Đông Hải sẽ ra sức bảo vệ. Gào. Đột nhiên, hải đảo rung chuyển. Có tiếng gầm từ dưới đáy biển truyền lên. Ngao Phương nghe thấy tiếng gầm đó thì vẻ mặt trở nên khó coi, ông ta liền nói với Ngô Bình, đã làm phiền đến Thánh Hoàng rồi. Ngô Bình nhận ra có lẽ tiếng gầm đó là của một con rồng rất to lớn, anh hỏi tại sao con rồng đó lại gầm. Ngao Phương, đấy là một con quỷ long, là cấm kỵ của Long tộc chúng tôi, mỗi khi có quỷ long xuất thế thì Long tộc sẽ phải đối mặt với một trận tai kiếp lớn. Hết cách rồi. Chúng tôi chỉ có thể trấn áp quỷ long từ khi nó còn rất nhỏ. Ngô Bình rất tò mò, quỷ long có gì khác với loài rồng các người? Ngao Phương hơi khó xử, có vẻ như không muốn nói. Ngô Bình nói, ông nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp. Ngao Phương nghĩ đến việc Ngô Bình là Thánh Hoàng thì cắn răng, nói, bệ hạ, tổ tiên của quỷ long có phần khác với rồng thật chúng tôi,
tổ tiên của chúng tôi đến từ Cự Long Hỗn Độn, còn tổ tiên của Quỷ Long thì là Ma Long U Minh. Sự lợi hại của Quỷ Long nằm ở chỗ nó có thể nuốt chửng Long tộc, hơn nữa càng ăn càng mạnh. Ngô Bình lần đầu tiên nghe nói đến Ma Long U Minh, anh hỏi, Cự Long Hỗn Độn và Ma Long U Minh, bên nào mạnh hơn? Ngao Phương hơi bối rối, nói tổ tiên Cự Long Hỗn Độn của chúng tôi là do Ma Long U Minh sinh ra. Ngô Bình, từ nhỏ Quỷ Long đó đã bị trấn áp ở đây sao? Tại sao không giết quách đi cho xong? Ngao Phương cười mếu, không giết được, tất cả Quỷ Long đều mang lời nguyền trên anh, không giết chết được. Hơn nữa, mỗi lần bị giết chết thì thực lực của Quỷ Long lại tăng thêm. Ngô Bình bất chợt nhớ tới Doanh Hoàng, trên người ông ta cũng có lời nguyền tương tự. Đợi xử lý xong việc của Tất Tuyền rồi tôi sẽ đến xem con Quỷ Long đó thử. Ngao Phương, Tất Tuyền sống ở vùng biển cách đây 10 vạn mét, ở đó có một ngọn núi cao vạn trượng. Trên núi có 10 miệng núi lửa, yêu tổ Tất Tuyên sống ở đó. Ngô Bình hỏi, dưới trướng Tất Tuyên có 1 tỷ yêu binh sao? Ngao Phương bối rối, không tới 1 tỷ thì cũng được 400-500 triệu. Ngô Bình cười lạnh lùng, vậy ông có biết nuôi 100 triệu yêu hoàng phải tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không? Ngao Phương vuốt râu, nói chắc nguồn tin tình báo của Tiểu Long chưa được chính xác lắm, nhưng chắc cũng có 7-8 ngàn vạn yêu binh. Ngô Bình, ông có từng tiếp xúc với yêu binh của Tất Tuyên chưa? Thực lực của những yêu binh đó thế nào? Ngao Phương vội nói, trong các yêu binh dưới trướng Tất Tuyên, thực lực của lính lác cũng tầm tu sĩ loài người cảnh giới địa tiên, thực lực của binh tướng thì mạnh hơn chút, tầm cảnh giới hư tiên, cũng có cảnh giới chân tiên. Nếu là yêu tướng cấp cao thì có khả năng là đạo quân, thậm chí là cao thủ đạo tổ. Ngô Bình nghe xong thì nói vậy thì thực lực của đám yêu binh này cũng bình thường. Ngao Phương nói, bệ hạ, những yêu binh này có thể kết thành đại trận, 3.000 yêu binh nhập thành một nhóm hoặc 1.000 yêu binh nhập thành một nhóm, gọi là thiên yêu chiến trận hay vạn yêu chiến trận. 1 vạn yêu chiến trận ít nhất cũng có thể đối phó với 1 cao thủ cấp đạo tổ, còn thiên yêu chiến trận thì có thể giết được cao thủ nhân tộc cấp đạo quân. Ngô Bình, ông giúp tôi hâm nóng số rượu này. Tôi đi gặp Tất Tuyên. Anh nói dứt lời thì biến thành một luồng sáng vút qua không gian. Anh vừa đi thì những tùy tùng ở xung quanh liền thi nhau đứng dậy, khi Ngô Bình vẫn còn ở đó thì họ không dám ngẩng đầu, ai cũng quỳ hết dưới sàn. Long Tổ, không biết người này có thể chiến thắng được Tất Tuyên không? Ngao Phương nghiêm túc nói, thắng hay không thắng thì anh ta cũng có thể rút lui an toàn, có điều, tên Tất Tuyên đó chắc sẽ gặp xui xẻo. Long Tổ, chẳng phải ông nói sau lưng Tất Tuyên có 1 yêu thánh sao? Ngao Phương, yêu thánh thì đã sao? Trước mặt Thánh Hoàng, yêu thánh cũng phải cúi đầu, không cần nói nhiều nữa, đợi kết quả đi, nếu Thánh Hoàng có thể toàn thắng thì Long Tộc của chúng ta có thể toàn lực hướng về nhân tộc. Chúng Long Bộ kinh ngạc, Long Tổ, bây giờ quyết định, có phải qua loa quá không? Ngao Phương cười lạnh, đây là đánh cược, tai họa sắp giáng xuống. Long tộc chúng ta không muốn bị diệt thì phải tìm một chỗ dựa vững chắc mới được. Khí tức vị thánh hoàng này, không kém gì các cao thủ kỷ nguyên kia, thậm chí tôi còn cảm thấy, anh ta còn sở hữu khí tức đặc biệt, loại khí tức này tôi từng gặp lúc nhỏ, mà đối phương chính là một cao thủ cấp vũ trụ. Mọi người kinh ngạc, khí tức của cao thủ cấp vũ trụ. Ở bên kia, Ngô Bình bay được một lúc thì thấy một ngọn núi khổng lồ sừng sững trên biển, núi đóng tuyết cả 100 triệu năm. Xung quanh ngọn núi mấy trăm dặm, cứ mấy trăm mét thì màu sắc ngọn núi lại khác nhau, thấp nhất là màu đen, lên trên là màu lam, sau đó lần lượt là đỏ, tím, xanh nhạt, đến đỉnh núi thì biến thành màu trắng bạc. Ngô Bình nhìn thấy vô số yêu tộc đang bay quanh ngọn núi, có một số bay lơ lửng trên không, cúi đầu với ngọn núi khổng lồ, tựa như ngọn núi là tín ngưỡng bọn chúng vậy. Ngô Bình bỗng phát hiện, đã kinh động đến vô số yêu tộc. Lúc này một ma yêu bay đến, anh ta có đôi mắt như chim ưng và mũi cong, đỉnh đầu có một chỏm tóc trắng, chính là đời sau của chim ưng lông trắng, cực kỳ hung hãn, là hậu duệ của Đại Bàng. Này, nhân tộc đúng là to gan, Thánh Sơn này mà cũng dám đến gần. Ngô Bình cười hỏi, Thánh Sơn này có lai lịch thế nào? Ưng yêu hừ một tiếng, nói cho anh biết cũng chẳng mất gì, Thánh Sơn này chính là một trong thánh địa của yêu tộc tôi. Rất nhiều đại thánh yêu tộc đều thành đạo ở đây cả. Ngô Bình nói, đại thánh yêu tộc, cũng thú vị đấy.
Anh quan sát Thánh Sơn, dùng đôi mắt nhìn thấu vạn vật, thì thấy trong trung tâm Thánh Sơn có một phiến đá khổng lồ, bên ngoài phiến đá có 12 tầng trận pháp trấn áp. Nhưng dù vậy, khí tức Thánh Sơn vẫn không ngừng tuôn ra, hình thành một trường lực kỳ lạ xung quanh Thánh Sơn. Anh phát hiện, trường lực này có thể tăng tốc độ tu hành và tiến hóa của yêu tộc. Nói như vậy, nơi này sinh ra đại thánh yêu tộc cũng không có gì lạ. Ưng yêu kia hừ lạnh nói, ngươi mau rời khỏi đây, nếu không sẽ có yêu tộc hùng mạnh đến, chắc chắn ăn sạch ngươi. Ngô Bình nói, nơi này, không ai có thể ăn được tôi cả. Nói xong, anh bay thẳng về phía Thánh Sơn. Yêu tộc xung quanh cách Thánh Sơn cũng chừng mấy vạn mét, bởi vì nếu ở Thánh Sơn quá gần, sẽ bị sức mạnh kinh khủng thiêu đốt, cho dù là đại thánh yêu tộc thuở đầu cũng không dám đáp lên núi. Lúc này, Ngô Bình lại trực tiếp bay lên đỉnh núi, mà sức mạnh yêu sơn trên đỉnh núi là nơi mạnh nhất. Hừ, người này muốn chết sao? Thế mà lại bay lên đỉnh núi. Thế nhưng, lời yêu tộc này còn chưa dứt thì đã ngậm miệng lại, sau đó trừng to mắt, vẻ mặt không tin nổi. Lúc này, Ngô Bình đã đáp xuống đỉnh núi, băng cứng xung quanh giống như gậy sắt, trường lực kinh người như có thể xé rách quần áo, vạn vật. Nhưng Ngô Bình lại không giống như người thường, vẫn vươn tay chạm vào khối băng, lầm bầm nói, băng tinh khiết. Người nào dám xông vào Thánh Sơn tôi? Lúc nào, một âm thanh vang lên, từ phía A có một dã thú hình dạng kỳ lạ bay đến, cả người đen tuyền, vóc dáng như khỉ, trên người mọc ra bốn cái cánh màu bạc, đôi mắt màu bạc, khá giống loài rơi. Kẻ đến, chính là yêu tổ Tất Tuyên. Ngô Bình không quan tâm ông ta, mà tìm một khối băng rồi ngồi xuống, nhắm mắt ngồi thiền. Tất Tuyên nhìn thấy Ngô Bình không sợ sức mạnh của Thánh Sơn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói các hạ là ai, có dám nói ra tên họ không? Ngô Bình vẫn không quan tâm ông ta mà niệm một đoạn chú, Thánh Sơn lập tức chấn động, 12 trận pháp trong núi bỗng thả lỏng. Sắc mặt Tất Tuyên thay đổi, thét lớn, ngừng tay. Ngô Bình ngừng niệm chú, lạnh nhạt nói, tôi đang làm gì, ông hiểu rõ nhất, bảo người có tư cách nhất yêu tộc các ông ra nói chuyện với tôi. Tất Tuyên hít sâu một hơi, rốt cuộc anh là ai? Ầm ầm. Ngô Bình dùng uy lực thánh hoàng, mây mù tan đi, hàng tủ hào quang chiếu sáng đất trời, các thần yêu bị ánh sáng chiếu vào, khắp người đều bốc khói đen, kêu thét chạy khắp nơi. Tất Tuyên cũng rất khó chịu, vội nói, xin thánh hoàng thu lại thánh uy. Thánh quang biến mất, Tất Tuyên lau mồ hôi lạnh nói, tiểu yêu sẽ đi mời đại thánh tộc tôi đến. Tất Tuyên vội rời đi. Chưa đến nửa canh giờ đã quay về, đi cùng ông ta còn có một vị ông lão áo bào đen, quanh người tỏa ra khí yêu, mà cũng có cả thánh ý, chỉ là thánh ý của ông ta khác với của nhân tộc, rõ ràng đã đi một con đường khác. Ông lão nhìn thấy Ngô Bình, kính cẩn chắp tay thi lễ, hắc bảo yêu tộc, bái kiến thánh hoàng. Đạo khắp thiên hạ tương thông, Ngô Bình là thánh hoàng, địa vị và cảnh giới anh cũng giống với thánh hoàng của yêu tộc, thậm chí còn cao hơn một chút. Từ trước đến nay yêu tộc chưa từng xuất hiện thánh hoàng yêu tộc, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vương yêu tộc mà thôi. Ngô Bình nhìn ông ta, lạnh nhạt nói, chắc hẳn ông biết rõ lai lịch Thánh Sơn này chứ. Hắc bào, đúng, tại hạ có biết. Ngô Bình nói, người ở bên trong, bị các người trấn áp bao lâu rồi. Hắc bào im lặng một lát rồi nói, vốn không phải do yêu tộc tôi trấn áp, mà là ở kỷ nguyên trước, bị tiên tộc trấn áp. Ngô Bình có chút bất ngờ, sơn tộc lại đi trấn áp một thánh thai. Ông biết nguyên do không? Hắc bào, xin thánh hoàng hãy đến phủ. Ngô Bình, cũng được. Anh cũng không sợ hắc bào này làm ra trò gì, đi theo ông ta đến một phủ viện trên đảo. Nơi này, là nơi ở của Tất Tuyên, nhưng hiện tại đã không còn ai, chỉ có Ngô Bình và hắc bào. Hắc bào, thánh hoàng bệ hạ, năm đó tiên tộc áp bức các tộc. Thủ đoạn thống trị rất tàn khốc, trong đó bên chịu trấn áp kinh khủng nhất, chính là thần tộc. Ngô Bình, chuyện này tôi cũng biết đôi chút, chỉ là chuyện này và thánh thai trong núi kia có liên quan gì? Hắc bào, tiên tộc lợi dụng bí pháp bói toán vô thượng, cho rằng cuối cùng tiên tộc có thể bị tiêu diệt bởi một cao thủ thánh đạo, cho nên rất e ngại với tất cả thánh linh. Thánh thai này vừa được ra đời, đã bị tiên tộc giam cầm, dùng mọi cách muốn tiêu diệt. Nhưng mỗi lần tiêu diệt, thánh thái đều sẽ xuất hiện ở nơi khác, hơn nữa sẽ mạnh hơn lần trước.
Sau này tiên tộc không còn cách nào, chỉ có thể dùng trận pháp trấn áp, ngăn cản nó tiếp tục phát triển. Ngô Bình, ngay cả tiên tộc cũng không có cách gì, xem ra thánh thai này không đơn giản. Hắc Bào, đúng vậy. Sau này tiên tộc bị thần tộc lật đổ, thánh thai này loại rơi vào tay yêu tộc chúng tôi. Tôi có thể thành thánh, chính là lĩnh ngộ được thánh đạo ở gần Thánh Sơn. Ngô Bình, Tất Tuyên là thuộc hạ của ông. Vâng, Hắc Bào thành thật trả lời. Mục đích của các ông là gì? Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta hỏi. Hắc Bào cười khổ, tôi cũng là làm theo lệnh. Mấy người bên trên bảo tôi bắt đầu ra tay đối phó với đế quốc thiên đỉnh, đoạt lấy đại lục hồng hoang. Hành động song song không chỉ có mỗi bên tôi, yêu tộc ở những nơi khác cũng red eye, nghe nói là phải phối hợp với hành động của thần tộc. Ngô Bình, mục tiêu cụ thể của ông là gì? Hắc Bào im lặng mấy giây, nói, ngăn cản chư thánh thức tỉnh, nắm giữ binh tộc. Ngô Bình nói, giống như tôi dự đoán. Quả nhiên thần tộc vẫn luôn nhắm đến binh tộc và chư thánh. Hắc Bào, lúc trước không biết Thánh Hoàng cũng ở đây, nếu biết, chúng tôi chắc chắn không dám. Ngô Bình cười lạnh, cho các ông 3 ngày, rời khỏi khu vực Đông Hải, hơn nữa vĩnh viễn không được quay lại. Hắc Bào lại không có ý chống đối, nói, vâng, trong 3 ngày chúng tôi chắc chắn sẽ rời đi. Ngô Bình, Thánh Sơn kia ở để lại đi, để nó lại cũng tốt cho các ông. Hắc Bào nghiến răng nói, Thánh Hoàng bệ hạ, núi Thánh rất quan trọng với yêu tộc tôi nên chúng tôi bắt buộc phải mang đi. Ngô Bình, muốn mang đi thì cũng được thôi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thì cứ việc làm gì tùy thích. Hắc Bào nhăn mặt, đương nhiên ông ta không thể đánh bại Ngô Bình nên đành nói, Thánh Hoàng, chắc bên trên sẽ không đồng ý chuyện này đâu ạ. Ngô Bình, họ không đồng ý thì bảo đến đây tìm ta cho chết chung luôn thể. Hắc Bào không dám nói gì nữa mà chỉ gật đầu, dẫu sao ông ta cũng không dám động đến Ngô Bình. Hắc Bào truyền lệnh xuống dưới, bắt đầu điều động các yêu tộc ở đây chuẩn bị rời đi và di chuyển đến nơi khác sinh sống. Ngô Bình ngồi trong đại điện và suy nghĩ về bước hành động tiếp theo. Hơn 1 tiếng sau, chợt có một cánh cửa mở ra trên hư không, một tu sĩ yêu tộc bước từ đó ra, khí tức của tu sĩ này còn mạnh hơn Hắc Bào. Hình dạng thì giống con người, anh ta mặc áo giáp màu vàng, mi tâm mọc mấy cái vảy, thoạt nhìn trông đầy sát khí. Khí tức của tu sĩ này rất lạ, anh ta không phải yêu thánh, cũng không phải yêu tổ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Anh ta đi thẳng về phía Ngô Bình rồi nói, Thánh Hoàng của nhân tộc đúng là danh bất hư truyền, thực lực mạnh đấy. Ngô Bình quan sát tu sĩ này rồi hỏi, các hạ là... Yêu tộc ấy cười nói, chắc anh có thể nhìn ra tôi có khí tức của yêu, nhưng không hoàn toàn là yêu. Ngô Bình, trên người anh có khí tức của vu. Người đó cười nói, đúng thế, tuy tôi là yêu, nhưng trong huyết mạch lại chảy dòng máu của vu tộc. Bố tôi là một cường giả kỷ nguyên của vu tộc, tôi tự giới thiệu, tôi là vu kỷ. Ngô Bình, tôi tưởng vu tộc diệt vong rồi. Vu kỷ cười nói, diệt vong, không thể nào. Cường giả kỷ nguyên của vu tộc chúng tôi đã đánh chiếm một vũ trụ khác và trở thành bá chủ ở đó. Địa vị của vu tộc ở đó còn cao hơn cả thần tộc ở vũ trụ này. Ngô Bình, nếu thế thì vu tộc các người còn đến đây làm gì? Vu Kỷ, một nhân vật lớn của chúng tôi đã tính ra được là sau này vũ trụ trấn đán sẽ sinh ra trật tự cao nhất, vì thế chúng tôi cần chuẩn bị trước. Ngô Bình, các người gọi nơi này là vũ trụ trấn đán ư? Đúng, tuy vũ trụ trấn đán chỉ thuộc tầm trung, nhưng nó rất đặc biệt, cụ thể ra sao thì tôi không nói rõ được, chỉ biết sau này nó sẽ rất phi thường. Trật tự cao nhất anh vừa nói là gì? Phu Kỳ, đến vũ trụ mà chúng tôi sinh sống cũng phải tuân theo quy tắc đại đạo của trật tự cao nhất. Nói một cách nôm na là sau này quy luật của tất cả các vũ trụ sẽ thống nhất, trong đó vũ trụ trấn đán là khởi nguồn của trật tự cao nhất. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Sự xuất hiện của vũ trụ cao nhất chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến các anh. Phu Kỳ, đương nhiên, đến lúc đó, dù đại đạo của các vũ trụ khác nhau, nhưng cùng chung gốc rễ. Tu sĩ của một vũ trụ có thể sinh sống và tu luyện ở một vũ trụ khác mà không bị ảnh hưởng quá lớn. Lạ nhỉ, rõ ràng là các vũ trụ khác nhau, tại sao phải tuân theo trật tự cao nhất? Sư phụ của bố tôi từng nói tất cả vũ trụ đều là hình chiếu của vũ trụ chính.
Ngô Bình chấn động, hình chiếu của vũ trụ chính ư? Phù Kỳ, chỉ có một vũ trụ chính thôi, đó là khởi nguồn của mọi sức mạnh. Vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ là một trong vô vàn các vũ trụ nhỏ, không đáng nhắc đến. Tóm lại là khi trật tự cao nhất xuất hiện thì có thể sẽ liên quan đến vũ trụ chính. Nói đi cũng phải nói lại, vũ trụ chấn đán có trật tự cao nhất rồi thì sẽ trở thành vũ trụ xuất sắc trong các vũ trụ khác. Ngô Bình lắc đầu, mấy chuyện này cách chúng ta xa lắm, có nói nhiều cũng vô ích. Nói đi, anh đến tìm tôi là có mục đích gì? Phu Kỳ cười nói, tôi thay mặt Phu tộc muốn hợp tác với anh. Ngô Bình, hợp tác với tôi. Phu tộc các người đã nắm trong tay cả một vũ trụ thì để mắt gì tới tôi chứ? Phu Kỳ, anh là thánh hoàng của nhân tộc, tiền đồ rộng mở, nếu nhân tộc có thể thống nhất, chắc anh sẽ trở thành người mạnh nhất. Ngô Bình, nhân tộc cũng có cường giả kỷ nguyên, anh nói câu này hơi sớm. Phu Kỳ lắc đầu, phu tộc chúng tôi tinh mắt lắm. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, anh muốn hợp tác thế nào? Phu tộc và nhân tộc giữ mối quan hệ hòa hảo, không tranh đấu với nhau. Cùng với đó, hai bên có thể trao đổi tài nguyên. Ngô Bình, trao đổi tài nguyên gì? Phu Kỳ, phu tộc có thể bồi dưỡng cường giả cho nhân tộc. Ngô Bình, còn nhân tộc phải làm gì cho các người? Phu Kỳ, phải chia một nửa các chiến sĩ đã bồi dưỡng xong cho chúng tôi. Ngô Bình, thế còn phải xem các người cho chúng tôi tài nguyên gì đã? Phu Kỳ cười nói, vì thế, anh có thể cho một số ít người tới trước, tôi sẽ cho anh thấy hiệu quả bồi dưỡng của vu tộc, anh thấy sao? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được. Phu Kỳ mừng rỡ, xin hỏi tên của anh. Nói thật chứ mẹ tôi cũng là nhân tộc đấy. Ngô Bình, Lý Huyền Bình. Anh Lý, chúng ta đã hứa hẹn rồi nhé, sau này Đông Hải sẽ là địa bàn của anh, chúng tôi sẽ không đặt chân đến nữa. Nhưng núi thánh này thì tôi phải mang đi. Ngô Bình, nói chán nói chê, cuối cùng vẫn là đòi núi thánh chứ gì. Phu Kỳ nghiêm túc nói, anh Lý, anh có biết trong núi thánh này có thứ gì không? Ngô Bình thờ ơ nói, có chứ. Là một thánh linh tiên thiên. Phu Kỳ gật đầu, đúng thế, là thánh linh tiên thiên. Nếu ngày xưa không bị tiên tộc trấn áp thì đã có một chủng tộc mới ra đời là thánh tộc rồi. Ngô Bình ngạc nhiên, thánh tộc. Đúng, hơn nữa thánh tộc chắc chắn sẽ thay thế tiên tộc thời ấy. Về sau, tuy thánh tộc không ra đời, nhưng nó sẽ xuất hiện ở vũ trụ trấn đán bằng một hình thức khác, ví dụ như một thánh hoàng là anh. Ngô Bình, các thánh của nhân tộc cũng có liên quan ư? Phu Kỳ cười nói, anh không biết ngày xưa nữ oa dùng gì để tạo ra con người à? Ngô Bình hỏi, lẽ nào có cả thánh linh tiên thiên này? Phu Kỳ, đã có ba thánh linh tiên thiên xuất hiện, thần tộc đã miễn cưỡng luyện hóa được một cái, hai cái khác vẫn bị trấn áp. Nữ oa đã lấy một trong số đó đi để tạo ra nhân tộc. Bây giờ... Anh đã hiểu tại sao thần tộc lại coi trọng nhân tộc vậy chưa? Thông tin này khiến Ngô Bình rất kinh ngạc, anh không ngờ nhân tộc lại có liên quan đến thánh tộc. Phu Kỳ, vì thế tốt nhất anh hãy tránh xa nó ra, đừng bao giờ để nó xuất hiện. Ngô Bình, thế vu tộc các người lấy nó làm gì? Phu Kỳ, tuy nó rất nguy hiểm, nhưng lực tràng của nó có hỗ trợ cho tất cả các tộc trong tu hành. Yêu tộc có yêu thánh cũng nhờ công lao của nó. Các người cứ yên tâm, nó ở chỗ tôi thì an toàn hơn ở chỗ của các người nhiều, Ngô Bình thờ ơ nói. Phu Kỳ cau mày, anh Lý, anh không tin tôi à? Ngô Bình, tôi chỉ tin mình thôi, hơn nữa anh không mang núi thánh đi được đâu. Phu Kỳ ngạc nhiên, tôi không được ư. Ngô Bình, anh cứ thử đi thì biết. Phu Kỳ lập tức bay ra khỏi đại điện rồi đến núi thánh, sau đó vung tay để cuốn núi thánh vào ống tay áo. Xong. Núi thánh chợt phát ra một luồng sáng phản công lại anh ta, làm người anh ta chao đảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.